Cơ sở lưng giống Hoàng Lan kính chào quý khách. Hôm nay giao giống cho khách. Lan quay trước cho khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. Lưng vàng đều đẹp. Giao cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh 5.000 em, size 1.000 em 1 ký. Hà Tĩnh là Lan sẽ gửi xe gì nhỉ? Xe Nam Định, xe Nam Định sẽ đi ngang Hà Tĩnh, Lan gửi xe Nam Định nha khách. Hôm nay 5.000 em đi Hà Tĩnh. Còn đây là 3.000 em gửi cho khách ở ngang Dừa Bạc Liêu. Ngang Dừa Bạc Liêu là chiều nay 4 giờ Lan gửi rồi. Còn đây là 2.000 em gửi cho khách ở Cà Mau. Cà Mau chiều nay Lan gửi là sáng mai khoảng 4 giờ sáng là nhận được rồi nha khách. Lưng vàng đều đẹp. Size này 1.000 em ký. Đây cũng 1.000 em 1 ký. Giao cho khách tỉnh Kiên Giang. 1.000 em ký này khách Kiên Giang lấy 3.000 em. Còn đây là 500 em 1 ký. 500 em 1 ký này giao cho khách cái gì nhỉ? Khánh Hòa, Nha Trang. Lưng vàng đều đẹp lắm luôn nha khách. Nhìn là mê. Còn đây là một thùng 3.000 em. Đây. Cái này cũng 500 em 1 ký. Giao cho khách Phú Yên. Trước khi giao giống là Lan quay khách xem kiểm tra chất lượng con giống hết rồi nha khách. Lưng rất vàng đều đẹp. 246 thùng. Cảm ơn khách hàng gần xa đã ủng hộ lưng giống Hoàng Lan trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách trong thời gian tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Chúc quý khách thành công.